Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng máy xông khói của mùi ô tô. Thì ở mặt sau của máy chúng ta sẽ thấy dây nguồn, công tắc nguồn và điều chỉnh lượng khói. Đây là nút hẹn giờ để chúng ta có thể điều chỉnh thời gian phù hợp. Đây sẽ là cái ống hút dung dịch. Thì đầu tiên khi chúng ta sẽ phải cắm nguồn và bật sang công tắc hai gạch. Đợi đến khi đèn ở tay cầm sáng. Thì chúng ta sẽ vặn nút điều chỉnh này, điều chỉnh giờ. Còn ở đây ta sẽ điều chỉnh lượng khói. Một vạch là để ít khói hơn. Còn hai vạch thì chắc chắn là sẽ nhiều hơn rồi. Đó. Thì ở đây chúng tôi đã gắn nguồn từ trước rồi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu bật máy và vận hành máy. Và sau khi xem xong video này, hẳn là các bạn cũng đã hiểu về tính năng của sản phẩm. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng, vui lòng xem chi tiết ở đường link bên dưới phần mô tả. Đừng quên nhấn thích, đăng ký giúp chúng tôi. Và nếu có thắc mắc, xin bạn để lại bình luận ở phần bình luận bên dưới bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng.